Sáng ngày 2 tháng 3, cơ quan công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Hoàng sinh năm 1997, ngụ tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về hành vi phá hoại xe ô tô và đe dọa tính mạng nhiều người. Trước đó vào khoảng từ 17 giờ ngày 1 tháng 3, Hoàng là lái xe múc của một nhà thầu phụ đang thi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hào Phan Thiết tại gói thầu XL04 thuộc địa bàn xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc đã điều khiển xe múc phá hủy hai xe ô tô phục vụ thi công tại công trường. Các tài sản bị thiệt hại trị giá khoảng 600 triệu đồng, đồng thời hành vi của Hoàng đe dọa đến tính mạng của người khác. Qua kiểm tra ban đầu, Hoàng có kết quả âm tính với ma túy. Và ngay trong sáng ngày 2 tháng 3, Ban Quản lý Dự án 7, đại diện chủ đầu tư tại công trường đã họp khẩn, yêu cầu nhà thầu báo cáo toàn bộ sự việc, yêu cầu các nhà thầu báo cáo danh sách toàn bộ công nhân đang thi công tại công trình để kiểm tra chấn chỉnh ngay, không để tái diễn tình trạng mất an ninh trật tự tại công trường cao tốc. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 3, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 4, trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội sẽ tăng giá vé lượt đối với các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này. Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng sẽ tăng lên là 27.000 đồng một lượt. Xe chở khách từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 41.000 đồng một lượt. Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 54.000 đồng một lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng container 20 feet là 108.000 đồng một lượt. Cao nhất là xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 feet là 152.000 đồng một lượt.